Ok anh em ơi, dịch thế này thì ở nhà làm gì? Thì anh em không có kim cương để nạp vô game thì anh em có thể đến ngay shop quyếnhuộn.com để mang thật là nhiều kim cương để mang về nha. Thì cái shop của mình nó đang giảm giá tận 80% tất cả các dòng quay đó cho anh em thử vận may của mình luôn. Chỉ từ 19k 18k thôi. Anh em có cơ hội trúng khá là nhiều kim cương để mang về luôn nha. Thì anh em nhanh tay đi mua hẻ và nạp vào ngay. Trời ơi, chỉ còn 10k sub thôi anh em ơi là tôi chạm mốc 1 triệu sub rồi. Anh em nào mà yêu mến tôi, anh em nhớ like video này và cho mình xin một lượt đăng ký cho anh em. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Thì hôm nay là tôi sẽ làm một cái clip và tôi sẽ tặng nick FIFA cho thằng Đức cho anh em. Đó, tại vì mua hỏi thằng Đức anh em, tôi phát lương cho nó anh em, mà đậu xanh nó tội nghiệp lắm luôn. Thì anh em nói là anh Đức tội nghiệp quá, anh Quý tặng nick FIFA cho anh Đức đi. Thì hôm nay là tôi sẽ lấy cái nick chính của tôi trong Wonder Heavy và tôi sẽ tặng cho thằng Đức, và tôi sẽ show tất cả các đồ trong nick FIFA của tôi cho thằng Đức xem phản ứng của nó như thế nào nha anh em. Còn nó có vui hay không thì anh em xem clip này, anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ tôi đạt 1 triệu sub cho anh em, còn một chút xíu nữa thôi. Cố lên. Ok. Thằng Đức đâu? Vậy nó đi còn trước giờ. Trước hả? Ok anh em ơi, anh Yên Đức Cống ngủ ngoài đây nữa. Thiệt chứ cái thằng này nó ngủ hoài à. Ê, mày làm gì mày ngủ ngoài đây vậy? Sao ở chỗ mày không ngủ mà mày ngủ ngoài đây hoài vậy, bệnh chết. Ở chỗ ông lạnh lắm, tôi ngủ không được. Ủa, làm gì lạnh, nó ngoài đây cũng nóng, sao ngủ? Trời ơi, thằng này nó để ngược anh em ơi. Thì hôm nay tao ra đây nè, tao tặng cho mày một cái nick Free Fire trong quân đoàn Heavy của tao luôn. Mày biết cái nick chính tao, mày biết tao nạp bao nhiêu tiền chưa? Biết. Hơi bị nhiều luôn á. Thì hôm nay là tao sẽ tặng cho mày cái nick đó, mày chịu không? Điện thoại tao lắc lắm, chứ không được. Thì mày cứ tải game về mày chơi thôi, chơi không được luôn. Không được, lắc dữ lắm. Sao kỳ vậy? Đúng rồi. Thì bây giờ vô coi nick được hay không đi, rồi cái chuyện đó thì tính sao. Cái nick này tao nói mày coi cái là mày phái liền. Ok không? Rồi đi nè. Ok, má mày ngủ ngoài đây hoài, ghét bệnh luôn đó nha. Ok anh em ơi, thì đây là cái nick chính của tôi nha anh em. Đó, trong buôn đoàn Heavy nè anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, thì bây giờ tôi sẽ show cho anh em coi cái thành viên quân đoàn Heavy của tôi. Đó, thì nói chung là tôi cho nick này xong rồi tôi lấy cái nick khác cho anh em. Đấy, anh em thấy không? Đây là quân đoàn Hiệt nha anh em. Nãy tất cả những thành viên này là trong quân đoàn Heavy nha anh em. Thì đây là cái nick nhất tâm huyết nhất của tao đó nha. Mà nói chứ anh em, tôi chưa nâng cái cây này lên level max đó anh em. Đó, thì bây giờ tôi sẽ mua cái mảnh này tôi nâng lên level max nha anh em, cái cây XM8 anh em. Đó, là sẽ nâng lên level max cho mày luôn. Ok chưa? Sẵn nâng giùm luôn đi. Ok, nè. Tôi sẽ cho nó lé con mắt luôn nha anh em. Tôi sẽ cho nó coi cái dạng súng của tôi nha. Từ từ. Bây giờ ta sẽ nâng cái cây này lên level max cây. Đó, anh em thấy không? Dương 200 mảnh kìa anh em. Cây thế. Đó. Trời, súng đã vậy. Trời, hồi đó giờ mày chưa thấy luôn hả? Chưa. Đó, thì đây là cái súng level max cho anh em. Đó. Ui, đá chế tác hả anh em? Ok luôn. Bây giờ nè, tôi lỡ rồi tôi quay cái đá chế tác luôn nha anh em. Rồi, đó, hơi bị hên không, thấy hên không? Đó, thấy chưa anh em? Tôi có nạp vô 6.000 kim cương, đó, hai cái bản vẽ anh em ơi. Đó, 6.000 kim cương, từ tôi đang nạp tiếp, nó đang tăng lên đó anh em. Nãy anh em cứ nhìn anh em để ý nha. Đó, thì tôi sẽ vô, tôi lấy full bộ đồ. Ui, hồi nãy giờ không có bản vẽ. Ui, 4 bản vẽ luôn kìa Đức công. Rồi, hồi đó giờ anh em thằng Đức chơi, cái điện thoại của nó lắc lắm anh em, ôi được một cái ấy nè, nó lắc như cái cục kẹo dẻo vậy đó anh em. Đó, thì bây giờ tôi sẽ vô tôi đổi cái bộ này trước cho anh em. 5 lá lăng anh em ơi. Đấy, ui chút bắn dẻ tiếp nè anh em. Đó, 6 đá rồi. Ui ra bắn dẻ auto, ra bắn dẻ luôn anh em. Ui ôi, ok được rồi đó. Đấy, thì bây giờ lấy bộ này ha, bộ này đi ha. Bộ này là chắc chơi người Mỹ luôn nè anh em, bộ này là mới ra luôn, hơi bị xịn sò luôn. Đó, mở nè, trang bị nè. Đó, mày ra mày nhìn đây. Trời ơi trời, tôi nói anh em á là tới công chuyện luôn nè anh em thấy không. Trời, có nè bộ đồ nó đẹp quá nè anh em. Đó, thì nói chung á là anh em xem clip anh em nhớ like và đăng ký kênh hỏi cho tôi nha anh em. Thì bây giờ ta sẽ cho mày coi nha. Đó, bộ đồ này full luôn, ok chưa? Đó, bộ đồ này full. Rồi bộ đồ này hả, full luôn. Đó, ok chưa? Biết không? Biết. Đó, thì bộ đồ này thì tôi giống như là tôi có mua hẻ vô cực thì tôi cũng có nha anh em. Đấy, bộ đồ nào tôi cũng có hết trơn á. Tại vì cái nick này tôi nạp gần giống như là 200 triệu mà anh em. Trời ơi, anh em nghĩ đi, 200 triệu mà anh em biết cỡ nào không? Đó, đây nè. Ok chưa anh em? Trời ơi, đẹp trời. Hơi bị xịn sò luôn á anh em. Đó, thấy chưa Đức? Tao là tao thấy mày tội nghiệp lắm tao mới cho mày đó nha. Đó. Thì bây giờ nè, thấy không? Bộ đồ nào nói chung á là bộ đồ nào ra anh em là tôi cũng phải chớp một hai bộ hết trơn anh em. Nè, thấy không? Bộ đồ nào ra là tôi cũng chớp một hai bộ hết trơn á. Quá trời nhiều mà. Thấy chưa? Quá trời nhiều luôn em. Đó, trời, cái nick này tôi nói anh em thử anh em đón đi nha. Rồi à, anh em thử ơi. Cái nick này bao nhiêu tiền tôi cũng nói cho tôi nói thiệt với anh em luôn. Tôi nào có tôi cũng biết bao nhiêu tiền nữa. Thì anh em giống như đón đúng thử đi rồi tôi sẽ giống như là sẽ tặng kim cương cho anh em nha. Đó, thì tôi dám chắc là trên 200 triệu đó anh em. Tôi nói thiệt.
tôi nạp dữ lắm luôn anh em, tại vì tôi shop vô shop tôi rút đó anh em. Đó, tôi rút nhiều lắm. Thì anh em giống như là anh em nhớ đón nha anh em. Đó, thì anh em nào đón đúng nhất thì anh em nhớ comment ID bên dưới nha. Thì dạo này tôi nhiều kim cương lắm anh em ơi. Thì giống như là cái kênh kia thì tôi sẽ đăng vlog cho anh em, còn kênh này tôi đăng về game. Thì bây giờ tôi sẽ vô tôi lấy full đá chế tác luôn nha anh em, và tôi sẽ cho nó coi cái kho độ súng nha. Ôi, áo tôi trúng bẩn dẻ luôn anh em. Áo tôi trúng bẩn dẻ luôn, tôi thề với anh em luôn, nó trúng bẩn dẻ quá cái nồi. Nhầm lúc đó anh em, tôi cần ga đá thì nó không cần. Rồi cứ nhầm lúc tôi cần ra bắn dẻ thì nó không ra bắn dẻ anh em, cái số phận. Đó, ra cục đá. Đó, hai cục đá nè anh em, hai cục đá rồi. Đó, cái này ra nè. Cái này ra nữa nè. Đó, thấy chưa anh em? Auto ra bắn dẻ luôn anh em. Đó, thì còn anh em nào muốn vô quân đoàn quý một món của tôi á thì anh em giống như inbox Facebook của tôi nha anh em. Đấy, ui ui. Ok anh em ơi, ngon lành cành đào rồi. Đấy, chúng bắn dẻ nữa, lại chúng bắn dẻ nữa anh em. Đấy, lại chúng bắn dẻ nữa. Công nhận cái tính lúc mà tôi cho thằng Đức cái nick này anh em là nhân phẩm nó bắt đầu nó lên nè anh em. Đó, thấy ghê chưa bình. Ủa, thấy ghê chưa Đức, đậu xanh lộn bình quả anh em ơi. Ổm gà dịch đó anh em nhớ, bình quả cái nồi luôn. Đó, thì bây giờ tôi sẽ mở 10 cục đá và tôi sẽ lấy 2-3 bộ luôn nha anh em. Đó, ui, chúng bắn dẻ nữa nè. Chúng bắn dẻ hoài luôn nè anh em. Đó, thì cái nick này á là mày nhớ mày là mày đổi tên nha. Đó, thì mày phe bạn với mày nha. Trời này phe mấy chị châu sớm tao đã luôn á. Trời ơi trời. Mấy đó nó phái lắm. Ok anh em ơi, trời chúng bắn dẻ hoài luôn kìa anh em. Cái gì vậy? Cái gì mà chúng bắn dẻ không anh em ơi? Ui, một viên đá nữa kìa. Thôi được rồi anh em ơi, còn 4.000 kim cương à. Đó, thì bây giờ tôi sẽ lấy bộ này luôn nha anh em. Đó, tôi sẽ lấy bộ này luôn. Trời nó rồi. Đẹp kìa. Đó, anh em thấy gì chưa? Bộ này hả? Bộ này 5 viên đá hả? Ok anh em ơi, tôi sẽ lấy full luôn nha anh em. Tôi sẽ lấy full cho anh Đức luôn và tôi sẽ show cái kho súng cho anh em coi nha. Thì hình như là mới ra anh em, cái vòng quay này nó ra cái tỷ lệ cao lắm. Thì anh em nào không có kim cương thì anh có thể đến shop của tôi để rút kim cương nha. Đó. Ui ui. Hai viên ba rồi luôn, vô lấy luôn em ơi, lấy bộ xanh này luôn. Đó, thấy chưa Đức? Thấy cái gì chưa Đức? Trời ơi, mở luôn nè anh em. Đó, còn bộ này nè, lấy luôn ha. Lấy luôn ha anh em. Đó, còn 3.000 kim cương nhà chắc ra đó anh em. Ui, một nè. Một viên nè, ba viên là đủ nha. Nhớ nha. Hai viên nè. Ui ui, chúng bắn dẻ đó. Ui ui, chúng hai bắn dẻ liên tiếp kìa anh em. Ok anh em ơi, còn một viên nữa thôi. Rồi, ok anh em ơi, full hẻ vô cực luôn. Đó, full hẻ vô cực luôn. Đó, anh thấy không? Có thằng nào mà tốt như tôi không anh em? Được của nó đấy. Bây giờ nè, anh mày sẽ như là cho mày coi cái kho độ súng nha. Nè. Trời trời. 1 cây, 2 cây, 3 cây. Nè, 4 cây nè, 5 cây nè, 6 cây nè, thấy chưa? 7 cây, 8 cây, 9 cây. 9 cây M4M1, còn AK nào, nhìn AK nè. Trời trời, cái rồng kìa. AK rồng xanh. Đó, AK kỳ lân, AK kỳ lân từ chùm lum, AK rồng lửa gì tùm lum hết trơn nè, thấy chưa? Đó, AK này tăng 2 tốc độ bắn nè, còn cây M4M1 nè, M14 nè. Thấy ghê chưa? Cái nick này anh em tôi nói anh em á là anh em nhớ đón đúng nha nè. Ska cá mập. Ska Titan. Này tôi dời phe mấy chế trong tao. Ska tình yêu. Đó. Rồi còn Goya nè, Goya là 3 cây, Farmat nè quá trời luôn. Còn XM8 nè. Đó, XM8 nè anh em, trang bị luôn. Trời ơi trời, cái cây này hơi bị đẹp luôn. Đó, còn AN94 thì tôi cũng có, cây này tôi cũng có luôn em ơi. Còn cây này tôi có 2 cây luôn, cái cây này xàm lắm anh em. Tăng 2 tốc độ bắn. Rồi cái này tăng 2 tốc độ bắn, đậu xanh nó đúng là game mà anh em. Ok anh em ơi, 2 cái cây này luôn nha anh em. Đó, thì còn súng trường nè. Đó, 3 cây với luôn. Đó, nói chung là cây nào cũng phải có một cái cây đó vĩnh viễn, hiểu không? Ui, cái cây này tôi chưa có anh em ơi. Đấy, còn còn cây M60 nè, 1 cây nè, 2 cây nè, 3 cây nè, 4 cây nè, nghe chưa? 4 cây xịn. Còn cây này mới trúng nè anh em, cây này mới trúng nè. Đó, còn tiểu liên nè, anh em nhìn tiểu liên này nha. 1 cây nè, 2 cây nè, 3 cây nè, 4 cây nè, 5 cây nè, 6 cây nè. Thôi trang bị cây này luôn cho biết ha. 7 cây nè, 8 cây nè, 9 cây nè, 10 cây, 11 cây, 12 cây, 13 cây, 13 cây nha anh em. Không có cây hồng hả? Không có cây hồng lắm. Cây hồng là cái gì? Cái cây đó là mạnh nhất rồi ông nội. Cây màu hồng đó. Đó, thì không có rồi ông nội ơi. Rồi còn bế đết nè. Đó, còn M40 nè. Đó, mày thích bắn M40 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, còn cây vàng nè. Đó, thấy ghê gì chưa? Còn cây kim kỳ lân nè, nó quả kỳ lân gì tùm lum trên nè. Còn B90 nè, 1 cây, 2, 3 cây nè, 4 cây nè, 5 cây nè, 6 cây nè, 7 cây, 8 cây, 9 cây. Còn cây này tôi cũng có vĩnh viễn luôn nha anh em. Còn cây hôm sên nè, mày nhìn cây hôm sên nè. Đó, mày thấy gì chưa? Trời, nó đẹp kìa. Đó, nó đẹp quá cái nồi luôn em. Còn cây này thì 1 cây nè, 2 cây nè, 3 cây nè. Đó, 3 cây, còn sọt kinh nè. Sọt kinh là tôi mới quay trúng cây này nè anh em. Đó, nhìn nè. Đó, thấy gì chưa? Cái nick này là tôi tâm huyết lắm nha anh em. Đó, nên tôi cho thằng Đức luôn. Thì tôi sẽ mua cái nick mới có cây này luôn. Đó, tôi sẽ mua cái nick mới và giống như là ấy nha anh em. Đó, nhìn nè.
Adup nè, thấy chưa? Phải bán Adup nữa. Adup là 5-6 cây luôn. Đó, còn còn K98 nè, thôi trang bị cây này đi, cây này màu mè đồ đẹp nè. Đó, trang bị luôn. Súng lục đồ hả thì khỏi nói ha. Súng lục đồ khỏi nói thì tôi giống như quay lại cái nick này giống như nhìn cái đấm đấm nè. 3 cái nè, 4 cái nè, 5 cái nè. 5 cái đấm đấm cho anh em lựu đạn hả? 37 cái trái lựu đạn anh em. Còn bơm keo là 27 trái anh em, nó lướt hoài không hết luôn. Còn khác nè. Đó, còn cái có cây nỏ luôn, có cây nỏ luôn, thấy ghê chưa? Còn súng lựu nè anh em, súng lựu này thì tôi có cũng mấy cây nữa anh em. Đó, còn cây này tôi cũng có skin luôn. Đó, thì nói chung á là nhân vật á thì full luôn nha anh em. Nhân vật của tôi á là full luôn. Nick này quá VIP rồi. Đó, thì cái nick này á là mày nhớ là ấy nha, còn hành động nè, ba lô nè, nhìn ba lô nè, thấy chưa? Thấy cu te gì vậy? Ờ, dễ thương, trời ơi, thằng này biết cu te nó trời, thằng này. Ờ, anh em ơi, ờ, có cái quả cánh nè anh em, có cái quả cánh nè anh em, trang bị hành thiên nga luôn. Hòm sáng nè, phương tiện nè, nhìn phương tiện nè. Đấy, thấy ghê chưa? Đó, còn dù nè. Chồng có xe quay không? Có quay cái đầu mà chứ quay, nghĩ sao quay vậy ông nội? Thì nhận của tôi á anh em, thì tôi cho anh em coi nhận của tôi luôn. Đó, nhận của tôi á anh em là giống như là cái nick này tôi mua thì tỷ lệ giết chết là 4 chấm nha anh em. Tỷ lệ hết sọt là ấy nha. Còn chế độ tử chiến nè, tôi mới bắn gần đây nè. Tỷ lệ hết sọt 60% nha anh em. Đấy, lịch sử đấu của tôi nè, tôi bắn toàn 5-6 kill trở lên không luôn. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đổi tên cho thằng Đức luôn nha anh em. Đó, Đức Cống nè, bây giờ sẽ đổi tên nè. Đức chấm cơm. Đó, ok anh em ơi. Bây giờ thêm 22 vô. Thêm 22 vô. Đó, bây giờ đổi tên luôn. Ok anh em ơi, đây là cái nick của thằng Đức cho anh em. Thì mình sẽ mua nick mới và tôi sẽ vô nồi heavy. Thì anh em thấy clip này hay, anh em nhớ like và đăng ký kênh hộ cho tôi nha anh em. Bye bye anh em nha. Trời ơi, cắm cờ cái nè. Bye bye anh em.